Xin chào cả nhà nha. Em quá ở miền Tây, ở Cần Thơ. Chuyên gia bắt đầu do giọng nội địa Nhật ha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài, phát đạt ha. Đây, bốc khói nghe ngủng ngủng nha. Hôm nay em xin phép giới thiệu một con em Panasonic SRHC105, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin 2015. Con này nó có hai cái khuyết điểm. Một là bị chạy xước trên đây ha, em chỉ luôn. Thứ hai là bị chỗ này. Rồi, ngoài ra là ok hết ha, không còn móp méo chạy xước gì nữa. Nấu thì sôi, son thì đẹp luôn ha. Nên con này giá nó hơi cứng hơn mấy con kia một chút. Đây, SRHC105, 1 lít 100V, 1100W ha, ngoại hình đẹp luôn ha. Đây, ok. Những mã lỗi thường gặp của em nó ha, kho U15, U10 nè ha, 2015. Rồi, không nứt, không mẻ, không bể gì hết đó. Ở trên là do giống như do vận chuyển á, con này đè con kia á, ma sát nó cọ ha. Nước thì sôi ok ha. Đây, sôi đàng hoàng nha, đó, con chỉ đồ ok, đẹp. Hình ảnh và video phải khớp nha. Hình ảnh là phải đúng, video phải đúng, chứ không phải bán đồ dơ treo thịt chó đâu. Đó, son bọng là ok, chụp hết, tại này nó nóng quá nha, nên em không có. Đó, son bọng này ha. Ây da, ok hết. Cái con này nấu cơm rất là mềm, dẻo, thơm ha. Đơn giản lắm, không có gì khó. Giờ em tắt điện nè, quý khách thấy cái hình mũi tên không, hình tam giác nè. Giờ em tắt điện đó. Cái con này 2015 nên nó còn pin ha, nó còn nhớ. Em tắt nó này, nó không có mũi tên thôi, giờ em bật lại nè. Đó, là chỗ này. Thường thường những cái chỗ nào mà mũi tên nằm đầu tiên á, là mặc định của nhà sản xuất. Giống như tôi yêu cầu mình nấu chỗ này, còn mình không thích thì mình bấm chỗ này ha. Lên Google mình dịch gạo trắng, gạo mềm, gạo không do, gạo sushi, gạo nem mầm, gạo lứt, cái gì đó, nói chung đủ thứ kiểu như con đà điểu ha. Bấm đó, không thích thì tắt ha, ok. Nhưng mà chỗ này là mặc định, mình cứ bấm chỗ này. Rồi, vậy là ok nhất. Với tỷ quý khách nấu từ sáng tới chiều tới tối không ăn nữa, bấm nút này tắt, mở nắp ra, lấy cái rổ gì đậy lại ha, để cho nó thoáng mồ hôi cơm. Nhiều khi cơm chỗ dùng đó nó mềm hoặc là ướt, nó sẽ bị hầm ha, hầm nó sẽ bị hôi, nó không thoáng hết á. Còn quý khách nào sang thì cứ để điện 24/24 cũng bình thường, nó chuyển qua chế độ hầm nè, nó chế độ hầm này nè, rất là nhẹ điện ha. Đó, rất đơn giản luôn, không có gì hết đó. Rồi, chỉ cần bấm nút này là nấu, không thích bấm nút này là tắt. Rồi, không cần chỉnh gì nữa, không cần làm gì thêm. Đó, con này mua biếu dùng tặng ok ha, buôn bán cũng ok luôn. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.